Có một người ở trên cộng đồng mạng rất nổi tiếng. Tức là có một người ở trên cộng đồng mạng rất nổi tiếng, cực kỳ nổi tiếng. Vừa xong đã lên đính chính một cái video đích thân. Đấy, người thật, việc thật, đính chính. Xin lỗi chị Hằng. Nói thật với cả nhà chứ mình thì mình chả biết bạn đấy là ai đâu, mình không quen biết. À, mình chỉ biết bạn đấy cũng là một người rất nổi tiếng ở trên cộng đồng mạng. Nhưng vừa xong ấy, mà bạn ấy mà không làm cái video ấy mà để xin lỗi chị Hằng ấy, 80% là bị đi tù. 80% là bị đi tù. Chị Hằng chỉ chụp ảnh cho một lá đơn thôi là đi, là hỏng luôn. Thế nhưng mà bạn này biết quay đầu là bờ. Bạn này biết quay đầu là bờ. Thế thì tí nữa ấy, cả nhà vào đông đủ đi. Cả nhà vào đông đủ đi. Thì để mình sẽ tâm sự, mình sẽ chia sẻ về cái việc này. Nó có hai cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là mình mong sao cái live stream này thì nó hơi muộn một chút. Tức là cái live stream mình đang live đây này, nó hơi muộn một chút. Thế nhưng mà mình mong sao cái live stream này ấy là đến được nhân viên của chị Hằng, đến được nhân viên của chị Hằng và đến tai chị Hằng, thì em cũng chỉ mong sao người ta biết quay đầu là bờ nhá. Tức là Bùi Trung Hiếu mong sao cái live stream này đến tai nhân viên của chị Hằng, nhất là đến tai em Hùng Dâu, Gia Cát Phong, em Ngân và những cái người trợ lý thư ký của chị Hằng đấy, và đến tai chị Hằng. Thì em chỉ mong sao, bởi vì chị Hằng là những người giúp người mà, cứu người đấy, thì chị có thể là giơ cao đánh khẽ. Bởi vì cái người tí nữa ấy, mà em nhắc đến tên và em nói lên trên này ấy, thì là cái người đấy ấy, là em Bùi Trung Hiếu hoàn toàn không quen biết nhá. Em Hiếu không quen biết dưới mọi hình thức đấy. Thế nhưng hôm nay em ấy đã lên video đấy, em ấy đã đính chính và đã xin lỗi chị Hằng. Tức là người ta biết quay đầu là bờ, người ta nhận thấy cái sai và người ta thành thật xin lỗi chị, và người ta đã gỡ tất cả những cái video ấy rồi. Thì em chỉ mong sao chị châm trước, chị bỏ qua, giơ cao đánh khẽ đấy. Chứ bây giờ ấy, bởi theo quan điểm của em ấy, thì khi người ta nhận ra cái sai rồi ấy đấy, thì chị đáng thương hơn đáng trách. Bởi vì sau người ta còn bố mẹ, gia đình, vợ con, rất nhiều vấn đề đấy. Thế thì nhiều khi đấy, cái chính vì cái mồm cái miệng làm khổ cái thân, đúng không? Thì em cũng chỉ mong sao chị giơ cao đánh khẽ và bỏ qua cho người ta đấy. Bởi vì khi người ta biết quay đầu là bờ rồi mà, cả nhà nhá. Đấy, mình chỉ mong sao cái live stream này đến được nhân viên của chị Hằng và nhất là đến tai chị Hằng đấy. Bởi vì em cũng chỉ là người bình thường như mọi người thôi, nhưng mà em xem được qua cái video này em rất là cảm động. Em xem được cái video này em rất là cảm động đấy. Thì thôi, đằng nào thế thôi, bởi vì chị là người rất tốt, đúng không? Thương những người nghèo và cứu những em bị tim bẩm sinh, đúng không? Thì tức là chị là một người tức là đáng thương hơn đáng trách. Thì theo Bùi Trung Hiếu ấy, thì chị Hằng tha cho trường hợp này nhé. Tức là tha cho trường hợp này, em chỉ mong sao cái video của em đến được với chị Hằng. Cả nhà ơi, cả nhà lắng tai nghe nhá, cả nhà lắng tai nghe nhá. Hôm nay thì cô Phương Hằng cũng có nhắc đến tên Hoàng 6 TV, nên là em cũng làm video này để gửi một lời xin lỗi đến cô Phương Hằng. Bởi vì là em thì đã lấy hình ảnh của cô cũng như là đã lấy cái âm thanh của cô Phương Hằng để phân tích, thì cũng chỉ vì là em cũng có nhắc đến Thầy Minh Tuệ nên là em đã làm những video để nói những cái sự việc mà không tốt về cô Phương Hằng. Thì trước hết thì em cũng xin lỗi cô Phương Hằng, có thể là bỏ qua cho Hoàng TV. Thực ra thì em cũng không có ghét gì cô Phương Hằng cả, bởi vì là cô cũng là một người tốt, em vẫn nhắc mà. Thì trong tất cả các video thì em cũng đều gọi là cô Phương Hằng, chứ không bao giờ em dành những cái lời nói gì đó nó nặng với cô. Và cũng không biết nói như thế nào để mà cô có thể hiểu cho Hoàng TV. Nhưng mà em chỉ muốn nói rằng là em thì cũng không có ý gì cả, mà chỉ cái mục đích là câu view câu like. Thì lên cái mục đích đấy là nói trong cái sự việc của Thầy Minh Tuệ, thì em ủng hộ Thầy Minh Tuệ, nhưng không có đồng nghĩa với việc là em ghét cô Phương Hằng. Đó, thì em thì cũng không có gì để ghét bỏ cô Phương Hằng cả, nhưng mà do là em đã lấy những hình ảnh của cô, lấy những cái ghi âm của cô, thì đó đã là cái sai. Đó, nên là trong video này thì em cũng xin
gửi một lời xin lỗi đến cô Phương Hằng và mong cô có thể hoan hỉ và bỏ qua cho Hoàng Sơn TV. Bởi vì thực ra là em thì cũng không có ác ý gì cả, mà chỉ với mục đích là đăng video lên để phân tích và nói những cái lời lẽ nó không hay và làm cho cô cảm thấy khó chịu, thì em cũng xin gửi một lời xin lỗi đến cô, cũng mong cô sẽ bỏ qua. Và khi tất cả mọi người xem được video này thì cũng mong tất cả mọi người sẽ lan tỏa để chia sẻ cho cô Phương Hằng được biết rằng là em thì cũng rất là thành tâm, bởi vì em cũng không có ghét bỏ một cái điều gì cả, và cũng không phải là em một cái thù hằn gì cả, mà em cũng không có ghét cô Phương Hằng, mà em cũng nói với mọi người là em cũng tán thán những việc làm tốt đẹp của cô. Thì chắc chắn là em thì không thể nào mà so sánh với cô Phương Hằng được đó, bởi vì là em thì là một cái người gọi là làm YouTube thôi, còn cô Phương Hằng thì là một doanh nhân cũng như là một CEO. Thì trong video này thì em cũng gửi một lời xin lỗi đến cô, cũng mong muốn cô Phương Hằng xem được video này và cô sẽ bỏ qua cho Hoàng Sơn TV. Và em xin cảm ơn cô rất nhiều, và những video mà em nói về cô Phương Hằng thì em cũng đã gỡ bỏ hết để thể hiện rằng là mình cũng rất là chân thành, cũng mong cô sẽ bỏ qua cho. Và từ nay thì em cũng sẽ không có những cái lời lẽ gì đó để mà xúc phạm cô Phương Hằng nữa. Thì kết thúc video này thì em cũng xin cảm ơn cô khi cô đã xem video này, và mong cô sẽ hiểu được rằng là Hoàng Sơn TV cũng gửi một lời xin lỗi đến cô Phương Hằng, và tất cả các video đó thì em cũng đã gỡ bỏ hết rồi, cũng mong cô sẽ bỏ qua cho Hoàng Sơn TV. Và em cũng xin chào tất cả mọi người. Em chào tạm biệt cô Phương Hằng. Em cảm ơn cả nhà nhá. Chúc cả nhà buổi tối. Bây giờ nó có hai cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất ấy, thì anh cũng có đôi lời gửi tới em Hoàng Sáu TV. Em là một trong những người rất là nổi tiếng ở trên cộng đồng mạng. Đấy. Thứ nhất là anh Bùi Trung Hiếu hoàn toàn là không quen biết em dưới mọi hình thức nhá. Anh nói với em Hoàng Sáu là như vậy. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Còn cái vấn đề thứ hai nữa ấy, quay đầu là bờ, chuẩn chính xác. Thế còn em chưa được đi tù, tức là em chưa được đi tù, mà em lại chưa am hiểu gì về trên cộng đồng mạng nhá. Thì bây giờ để anh nói cho em Hoàng Sáu nghe một câu như thế này. Chị Hằng nhá, chị Hằng ấy, chị chỉ cần một cái này thôi là em ra đi nhá. Em hiểu cái này là cái gì chưa? Em hiểu cái này là cái gì chưa? Để anh phân tích cho em nhé. Lần đầu tiên anh nói cho em, đây nó là một cái công cụ hỗ trợ để cho em rút kinh nghiệm ở trên cộng đồng mạng nhé. Đấy. Thời ngày xưa nó khác, còn thời bây giờ nó khác. Em biết cái này nó là cái gì chưa? Cái này nó là cái vi bằng. Cái vi bằng nó là như thế nào? Nhé. Cái vi bằng nó là như thế nào? Để anh nói cho em Hoàng Sáu nghe này. Em là người rất nổi tiếng ở trên cộng đồng mạng, nhưng em chưa biết cái này nó là cái gì đâu. Nhá. Tất cả những người tất cả những người lấy hình ảnh của chị Nguyễn Phương Hằng đăng lên trên trang cá nhân nhá, chưa được sự đồng ý của chị Nguyễn Phương Hằng nhá, mà lăng mạ, xúc phạm, chửi bới nhá, chị Hằng chị ấy chỉ cần lập đúng một cái vi bằng này nhá, và viết một cái tờ đơn nhá. Em biết đơn này là đơn gì không? Đơn này là đơn tố cáo nhá. Đấy, đơn này là đơn tố cáo nhá. Em phải nên nhớ một điều như thế, cái đơn này là đơn tố cáo. Còn vi bằng là như thế nào? Vi bằng tức là tất cả những hình ảnh và mọi cái ở trong này này. Đấy, là trên trang cá nhân ấy nhá. Là chị Hằng chị chụp hết tất cả trên trang cá nhân của em nhá. Khi chị nộp cái vi bằng này lên. Đấy, chị nộp cái vi bằng này lên trên Sở Thông tin và Truyền thông của thành phố Hồ Chí Minh là em đứt cước. Hoàng Sáu hiểu ý anh Bùi Trung Hiếu nói chưa? Chỉ cần nhá, chị Hằng chị lập đúng một cái vi bằng như thế này thôi, và đưa một tờ đơn, đây nó gọi là đơn gì ạ? Đây gọi là đơn tố cáo, phải nói thẳng luôn là đơn tố cáo nhá. Thì em đi mút mùa, em hiểu ý anh Hiếu nói chưa? Đấy, nguyên tắc nó là như thế. Bởi vì rằng là khi mình lấy hình ảnh của người ta đăng lên trang cá nhân của mình mà chưa được sự đồng ý của người ta, mà mình lăng mạ, xúc phạm, hiểu chưa? Đó là một cái sai, sai hoàn toàn luôn. Mà khi nộp cái vi bằng này lên trên Sở Thông tin và Truyền thông của thành phố Hồ Chí Minh, thì bên Sở Thông tin và Truyền thông của thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì người ta sẽ liên kết với bên an ninh mạng, bên các cơ quan ban ngành, hiểu chưa? Người ta sẽ triệu tập em lên, không phải là mời đâu mà là triệu tập luôn, bởi vì tất cả hình ảnh mọi cái người ta chụp hết từ đầu đến cuối rồi. Thế nên nó bây giờ mới gọi là vi bằng, em hiểu chưa? Đấy, một cái này em biết làm hết bao nhiêu tiền không? Một quyển này nhá, quen biết là 4 triệu nhá. Đây có mỗi mảnh giấy này thôi đấy, nếu như làm nhá là mất 4 triệu, còn không quen biết 5 triệu một quyển này nhá, 5 triệu một quyển này đấy, chứ không phải người ta làm không cho đâu nhá. Nhưng mà khi nộp cái này lên Sở Thông tin và Truyền thông hoàn toàn không mất 1.000 nào cả nhá,
1.000 không mất luôn. Nhưng làm cái quyển này này vào bên chỗ văn phòng luật sư ấy, ở đâu chả có văn phòng luật sư. Đấy, nó kiểu như gần bên cái chỗ mà. Em Hoàng Sáu hiểu ý anh Bùi Trung Hiếu nói chưa? Thế cho nên là thôi, đây nó cũng là một cái bài học, đây nó cũng là một cái giúp kinh nghiệm cho em. Đấy, thì anh không quen biết gì em cả, mà em là một trong những người rất là nổi tiếng ở trên cộng đồng mạng. Thì anh cũng chỉ mong sao, đấy, khi em đã gỡ toàn bộ bài viết, đấy là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là em đã có nhờ xin lỗi chị Hằng, thì anh cũng chỉ mong sao nhá, anh mong sao chị Hằng xem được những cái video bản thân là của anh cũng như là của em. Bởi vì chị Hằng nói thật sự, chị chỉ có những câu cửa miệng đôi khi nó bị gọi là bột phát, hoặc nó đi, tức là mình cảm thấy nó khó chịu. Nhưng cái lương tâm của chị Hằng ấy, chắc hẳn ấy, chưa chắc chị ấy phải là lương tâm, phải là người xấu đâu. Thì anh cũng chỉ mong sao em nên video xin lỗi chị Hằng, và bản thân anh thì anh cũng chỉ mong sao chị Nguyễn Phương Hằng có xem được những cái video của em Hoàn Sáu, hoặc là có xem được cái video của Bùi Trung Hiếu, thì chị dơ cao đánh khẽ, đúng không? Giúp một người, cứu một người, là mình sẽ được tích phước này, đúng không? Và mình sẽ được lan tỏa những cái tốt. Bởi vì rằng là bây giờ chị có làm đơn, chị có cho người ta đi tù, đầu tiên ấy là khổ bố khổ mẹ người ta, hai nữa ấy là khổ vợ khổ con, bản thân người ta cũng vậy thôi. Đây là trường hợp này nó gọi là thiếu kinh nghiệm, chưa tìm hiểu kỹ, cũng chỉ vì câu view câu like, cũng chỉ vì đồng tiền thôi, đúng không? Thì người ta đã bênh thầy Thích Minh Tuệ, đã có xúc phạm đến chị Nguyễn Phương Hằng. Thế nhưng bây giờ người ta biết xin lỗi chị nhá, và người ta đã xóa gỡ bỏ tất cả cái video đấy rồi. Thì em cũng chỉ mong sao chị Nguyễn Phương Hằng châm trước, dơ cao đánh khẽ, tha thứ và bỏ qua cho người ta, đúng không cả nhà? Trong bộ luật hình sự thì người ta nhiều khi ấy, từ 2 năm đến 7 năm người ta vẫn có quyền xử 2 năm, đúng không? Vẫn có quyền cho tại ngoại, vẫn có quyền cho chứ hưởng án treo, đúng không? Nó có nhiều mức độ. Thì bây giờ em Hoàng Sáu này cũng vậy thôi, đúng không? Bản thân người ta cũng không phải là người xấu, nhưng mà thôi, cũng vì cái view cái like, nhưng bây giờ người ta biết quay đầu là bờ, tức là người ta biết quay đầu là bờ, người ta dám chấp nhận lên video ở trên công chúng mà hàng bao nhiêu trăm nghìn người xem, để người ta dám xin lỗi chị trước trên công chúng, đúng không? Thành thật xin lỗi chị, và người ta đã gỡ video rồi. Thì thôi, theo quan điểm của cá nhân em Bùi Trung Hiếu, thì em chỉ mong sao chị Hằng đấy dơ cao đánh khẽ và tha thứ và bỏ qua cho người ta. Đấy là cái nguyện vọng của em. Bởi vì cái em Hoàng Sáu này là hoàn toàn là Bùi Trung Hiếu không quen biết nhá, không quen biết dưới mọi hình thức, mà Bùi Trung Hiếu thấy em mới lên một cái video đấy, em mới nói tâm sự rất thật, chia sẻ rất thật, mà thành thật xin lỗi chị. Đấy, thì em cũng chỉ mong sao đấy chị xem được những cái video của em Hoàng Sáu cũng như là của Bùi Trung Hiếu thì thôi. Đấy, thì cũng là coi là để nhắc nhở, đấy, thì để cho em giúp kinh nghiệm, đây nó là một bài học, đúng không cả nhà? Quan điểm của em Hiếu là không cổ suý nhá, không cổ suý. Chứ bây giờ em lên video em bảo là bây giờ chị Hằng ơi cứ nạp đơn cho nó đi tù đi, đi tù được cái gì đâu, đúng cả nhà? Bây giờ mình cho người ta đi tù mình có được thêm cân thịt nào đâu, đúng không? Mình có được đồng tiền nào đâu, khổ bố khổ mẹ, khổ vợ khổ con, khổ gia đình nhà người ta. Đấy, người ta cũng chỉ vì cái view cái like thôi. Thôi bây giờ như này này, quan trọng ấy là người ta biết làm video, người ta biết xin lỗi chị Hằng, và người ta biết xóa bỏ tất cả những cái video rồi, đúng cả nhà? Đấy, quan trọng nó là như vậy, cái quan trọng nhất nó là cái như vậy. Thế thôi, thì mình cũng chỉ mong sao, bởi vì cái Hoàng Sáu này là mình không có biết nó, cả nhà yêu hiểu chưa? Không quen, không biết dưới mọi hình thức. Đấy, thế nhưng mà nó đã lên video như thế rồi, nó thành khẩn, đấy, tha thiết xin lỗi chị Hằng rồi. Đấy, cả nhà yêu hiểu chưa? Thì thôi, thì em cũng chỉ mong sao bản thân chị Hằng là người quan trọng nhất. Đấy, cái chính là chị Hằng thôi. Thế còn các anh, các chị, các bạn ở trên cộng đồng mạng, mọi người có biết cái em Hoàng Sáu TV này hay không biết thì mình không biết được. Nhưng mà thôi, cả nhà yêu ạ, người ta biết quay đầu là bờ, đúng không? Đấy, thì thôi, tha cho nó. Tha cho nó cả nhà yêu ạ. Chứ bây giờ mình chửi người ta chẳng được cái gì, đánh người ta chẳng được cái gì, mà cho đi tù thì khổ thân người ta ra. Đấy, nó thẳng luôn là nó thú thật, là cũng chỉ vì cái view cái like thôi, đúng không? Nó rất là thú thật. Đấy, là chỉ vì cái view cái like thôi. Đấy, là có đăng hình ảnh của chị Hằng có xúc phạm. Nó thừa nhận những cái việc làm sai mà. Đấy, thì em cũng chỉ mong sao đấy, tất cả các anh, các chị, đấy, ta có thể bỏ qua được cái gì cho nó thì bỏ qua cho nó, cả nhà yêu ạ. Nhất là chị Hằng, cái chị Hằng mới là người quan trọng. Bùi Trung Hiếu nó thật sự với cả nhà là những cái người nào kể cả người ta sai nhưng người ta biết xin lỗi ấy, mình đáng thương hơn đáng trách, cả nhà yêu hiểu chưa? Chứ bây giờ mình cho người ta đi tù ấy, thì nó thật sự nói mình cũng được cái gì đâu, đúng không? Đấy, cố tình cho người ta đi tù thì nó chả được cái gì cả, mà tự nhiên thành dở hơi. Quan trọng là nó biết xin lỗi rồi. Nếu nó không xin lỗi mà nó cố tình nó thách thức thì nó khác, cả nhà yêu ạ. Ví dụ như cái thằng Hoàng Sáu vừa xong đấy, đúng không cả nhà? Đấy, mà nó thách chị Hằng thì nó khác, nhưng mà nó biết xin lỗi chị Hằng rồi, đấy, gỡ sạch video rồi. Đấy, thì em cũng nên cái video này em cũng chia sẻ,
với lại tất cả các anh và các chị, nhất là các bạn ở trên cộng đồng mạng. Chào Yến Nguyễn nhá. Cái gì kia, bạn Đinh Nan kia bưng bô gì, bạn chưa hiểu cái gì cả, bạn vừa vào. Bạn không hiểu cái gì là bưng bô cả. Thì tôi nói lại cho bạn Đinh Nan, Kim Nan này trước khi bạn bình luận này. Tức là cái thằng Hoàng 6 TV ấy, thằng Hoàng 6 TV đấy. Hiểu chưa? Nó lăng mạ, nó chửi, xúc phạm chị Hằng, nó đăng cả ảnh của chị Hằng lên trang cá nhân. Thì bây giờ chị Hằng làm đơn. Làm đơn để làm sao cho nó đi tù. Thì mình có quen biết thì thằng Hoàng 6 đâu. Mình không quen biết thì thằng Hoàng 6 cả. Thì bây giờ mình muốn là chị Hằng đấy không làm đơn và không cho nó đi tù. Hiểu chưa? Đấy, cứu một người đi, giúp một người đi, tha thứ cho một người đi. Bạn chưa hiểu cái gì, bạn vào đây bạn nói bưng bô cái gì? Không hiểu cái gì là bưng bô à? Tôi có chửi ai đâu, tôi có nói xấu ai đâu, tôi có hại ai đâu mà bưng bô, đúng không? Cho nên là bạn vào đây nha, là bạn phải nghe cái câu chuyện trước khi bạn phát ngôn. Tôi đang giúp mà, tôi đang giúp người mà. Giúp người là bưng bô à? Bạn đúng thật, chán. Tôi thì thật sự với bạn là như thế, tôi không có nói tục, tôi không có chửi bậy nha. Con người của tôi nó là như thế. Cái gì bạn chưa hiểu thì tôi phải nói cho bạn hiểu nha. Nếu bạn chưa hiểu tôi sẽ giải thích cho bạn hiểu. Bây giờ nha, người ta đăng ảnh của chị Hằng lên, lăng mạ xúc phạm, chửi bới chị Hằng. Chị Hằng làm đơn cho người ta đi tù. Bây giờ người ta biết được là người ta sẽ bị dính vào cái này. Bây giờ người ta lên video, người ta xin lỗi chị Hằng, người ta gỡ bỏ hết rồi. Thì bây giờ tôi là người lên tiếng để làm sao ạ? Để mong chị Hằng tha thứ, bỏ qua cho người ta, thôi coi như là cứu người ta đi, đừng cho người ta đi tù. Thế mà bạn bảo là bưng bô cái gì? Bạn không hiểu cái gì cả là bưng bô. Mà cái bạn Hoàng 6 này tôi có quen biết đâu. Đấy. Mà sao tôi không quen biết gì cả, tôi không hiểu bạn này là như nào cả. Và bạn này rất là nổi tiếng. Đây, để cho bạn xem lại. Hôm nay thì cô Phương Hằng cũng có nhắc đến tên Hoàng 6 TV. Nên là em cũng làm video này để gửi một lời xin lỗi đến cô Phương Hằng. Bởi vì là em thì đã lấy hình ảnh của cô, cũng như là đã lấy cái âm thanh của cô Phương Hằng để phân tích. Thì cũng chỉ vì là em cũng có một chút trong cái sự bức xúc khi mà cô Phương Hằng có nhắc đến thầy Minh Tuệ. Nên là em đã làm những video để nói những cái sự việc mà không tốt về cô Phương Hằng. Thì trước hết thì em cũng xin lỗi cô Phương Hằng, có thể là bỏ qua cho Hoàng TV. Thực ra thì em cũng không có ghét gì cô Phương Hằng cả, bởi vì là cô cũng là một người tốt, em vẫn nhắc mà. Thì trong tất cả các video thì em cũng đều gọi là cô Phương Hằng, chứ không bao giờ em dành những cái lời nói gì đó nó nặng với cô. Và cũng không biết nói như thế nào để mà cô có thể hiểu cho Hoàng TV. Nhưng mà em chỉ muốn nói rằng là em thì cũng không có ý gì cả, mà chỉ cái mục đích là câu view câu like. Thì lên cái mục đích đấy là nói trong cái sự việc của thầy Minh Tuệ. Thì em ủng hộ thầy Minh Tuệ, nhưng không có đồng nghĩa với việc là em ghét cô Phương Hằng. Đó, thì em thì cũng không có gì để ghét bỏ cô Phương Hằng cả. Nhưng mà do là em đã lấy những hình ảnh của cô, lấy những cái ghi âm của cô, thì đó là cái sai. Đó, nên là trong video này thì em cũng xin gửi một lời xin lỗi đến cô Phương Hằng, và mong cô có thể hoan hỉ và bỏ qua cho Hoàng TV. Bởi vì thực ra là em thì cũng không có ác ý gì cả, mà chỉ với mục đích là đăng video lên để phân tích và nói những cái lời lẽ nó không hay và làm cho cô cảm thấy khó chịu. Thì em cũng xin gửi một lời xin lỗi đến cô, cũng mong cô sẽ bỏ qua. Và khi tất cả mọi người xem được video này thì cũng mong tất cả mọi người sẽ lan tỏa để chia sẻ cho cô Phương Hằng được biết rằng là em thì cũng rất là thành tâm, bởi vì em cũng không có ghét bỏ một cái điều gì cả, và cũng không phải là em một cái thù hằn gì cả, mà em cũng không có ghét cô Phương Hằng. Mà em cũng nói với mọi người là em cũng tán thán những việc làm tốt đẹp của cô. Thì chắc chắn là em thì không thể nào mà so sánh với cô Phương Hằng được. Đó, bởi vì là em thì là một cái người gọi là làm YouTube thôi, còn cô Phương Hằng thì là một doanh nhân cũng như là một CEO. Thì trong video này thì em cũng gửi một lời xin lỗi đến cô, cũng mong muốn cô Phương Hằng xem được video này và cô sẽ bỏ qua cho Hoàng TV. Và em xin cảm ơn cô rất nhiều. Và những video mà em nói về cô Phương Hằng thì em cũng đã gỡ bỏ hết để thể hiện rằng là mình cũng rất là chân thành, cũng mong cô sẽ bỏ qua cho. Và từ nay thì em cũng sẽ không có những cái lời lẽ gì đó để mà xúc phạm cô Phương Hằng nữa. Thì kết thúc video này thì em cũng xin cảm ơn cô khi cô đã xem video này, và mong cô sẽ hiểu được rằng là Hoàng TV cũng gửi một lời xin lỗi đến cô Phương Hằng. Và tất cả các video đó thì em cũng đã gỡ bỏ hết rồi, cũng mong cô sẽ bỏ qua cho Hoàng TV. Và em cũng xin chào tất cả mọi người. Em chào tạm biệt cô Phương Hằng. Đấy. Tức là cái thằng Hoàng 6 TV này là Bùi Trung Hiếu không có quen biết nó, biết nó là ai, ở đâu. Thế nhưng mà nó lấy hình ảnh của chị Hằng đưa lên trang lăng mạ xúc phạm để câu view câu like. Thì bây giờ chị Hằng nhắc đến tên nó và chị Hằng làm đơn để gọi là tố cáo nó. Thì bây giờ nó, tức là thằng này nó biết sợ rồi. Nó đã lên video để nó thành khẩn xin lỗi chị Hằng
và nó gỡ bỏ cái video đấy. Thế thì ý của Bùi Trung Hiếu ấy là cái thằng Hoàng Sáu này nó đã xin lỗi chị Hằng, thì tức là ý của Bùi Trung Hiếu ấy là mong chị Hằng tha thứ cho người ta, tức là tha thứ cho người ta. Cả nhà đã hiểu ý mình nói chưa? Đấy, cái câu chuyện như thế mình có quen biết cái thằng Hoàng Sáu này thằng nào đâu, không biết nó là ai đâu, mà thậm chí cái kênh của nó mình còn chưa xem cơ. Đấy, mình chỉ xem được cái video này nó vừa đăng thôi. Thế tôi như thế có tôi phải là người xấu đâu, tôi có phải là người xấu nhá. Người xấu phải đổ thêm dầu vào lửa, phải bảo chị Hằng ơi cho nó đi tù. Đấy nhá. Nếu như tôi là người xấu, tôi bảo chị Hằng ơi cho nó đi tù. Nhưng mà ý của tôi đang nói là khi người ta đã lên video, người ta đã gỡ hết tất cả cái hình ảnh và người ta thành thật xin lỗi rồi, ở trên trước công chúng, không gian mạng mọi cái rồi, thì ý của Bùi Trung Hiếu ấy là mong sao chị Hằng đáng thương hơn đáng trách. Bởi vì chị đã từng làm việc từ thiện, đúng không? Giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, mà nhất là những cái thành phần này nó biết quay đầu là bờ, đúng không? Nó biết sai rồi, nó biết sợ rồi, thì thôi tha cho người ta, đúng không cả nhà? Đấy. Bây giờ cho nó đi tù, giờ đến lúc khổ bố, khổ mẹ, khổ vợ, khổ con, đấy, đúng không? Nó cũng chỉ đấy, chỉ vì cái view cái này ấy. Cái này nó không đơn giản đâu cả nhà yêu ạ. Trừ khi cái thằng Hoàng Sáu này nó thách thức chị Hằng. Nếu như nó thách thức thì nó hết thuốc chữa. Nó thách thức nha, chị Hằng chỉ cần cho nó một cái vi bằng này thôi là nó đi. Đấy. Chị Hằng chỉ cần cho nó đúng một cái tờ vi bằng này với lại một cái tờ đơn. Đây là một cái tờ đơn tố cáo này. Tờ tố cáo này. Mà kể cả là tất cả các anh, các chị, các bạn ở trên cộng đồng mạng này nhá. Những ai mà lấy hình ảnh của các anh, các chị, các bạn nhá. Tức là những ai mà lấy hình ảnh của các anh, các chị, các bạn mà chưa được sự đồng ý của các anh, các chị, các bạn ở trên cộng đồng mạng này nhá, mà đăng tải lên, mà lăng mạ, xúc phạm nhá, chửi bới, rồi thì làm mất danh dự, mất uy tín nhá, cả nhà cứ làm nập cho em một cái vi bằng này. Nập cái vi bằng này chỉ hết có 4 triệu thôi. Có 4 triệu thôi. Gửi một cái đơn tố cáo này nữa nhá, lên Sở Thông tin và Truyền thông. Nếu như ở thành phố Hồ Chí Minh thì gửi thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội gửi Hà Nội, Nha Trang gửi Nha Trang, tóm lại là ở tỉnh nào gửi tỉnh đấy nhá, một phát chết luôn lập tức. Nhẹ 7 triệu rưỡi, 15 triệu, đấy là nhắc nhở nhá. Còn nếu như không nhá, căng truy cứu trách nhiệm hình sự từ 2 năm đến 7 năm. Em nói thật, cả nhà cứ làm như thế cho em. Bất kể là một ai, cứ lấy hình ảnh của các anh và các chị nhá, đăng lên trang cá nhân, lăng mạ, xúc phạm, chửi bới mà trong đó mình không quen biết nhá. Cái cơ bản là mình không quen biết. Đấy, mà lấy hình ảnh của các anh ấy, các chị ấy nhá, mà đưa lên mà lăng mạ, xúc phạm. Gọi là mất uy tín, mất danh dự đấy. Cả nhà cứ làm cho em cái này này, nập cho em cái vi bằng này, đứt ngay, em nói thật như thế, đứt cước ngay. Đùa với pháp luật đùa thế nào được? Đùa với ai? Đùa với pháp luật là không thể đùa được. Đưa một phát lên Sở Thông tin và Truyền thông, một phát là hỏng luôn. Đây đây là một cái em nói để các anh các chị, những ai chưa biết nhá. Đấy. Không phải là gửi đơn ra phường, ra xã, ra quận, ra cùng gì cả. Đưa nó thẳng lên Sở Thông tin và Truyền thông. Bởi vì cái đấy nó quản lý toàn bộ ở trên không gian mạng mà. Cứ làm đúng như thế cho em. Cả nhà cứ làm đúng như thế mà xem. Bây giờ nha, các anh và các chị không quen biết một ai đấy. Đây là ý em đang nói. Ý em đang nói là các anh và các chị đang xem em đây này nhá. Mà một kẻ nào mà các anh các chị không quen biết chúng nó là ai cả, mà chúng nó lấy ảnh của con hoặc chồng hoặc các chị, nó đăng lên để nó lăng mạ, xúc phạm, nói xấu, hạ danh dự. Các anh, các chị, các bạn cứ làm cho em một cái đơn tố cáo và lập cho em một cái vi bằng. Có 4 triệu thôi. Đấy, cái này này. Có 4 triệu thôi. Đấy. Nhưng mà khi lộp lên Sở Thông tin và Truyền thông, không mất 1.000 nào luôn. 1.000 không mất luôn. Đấy. Mình chỉ mất tiền lập vi bằng. Mà lập vi bằng này là ở văn phòng luật sư nhá, cả nhà nhá. Đấy. Lập đúng như thế. Em nói không thắng, không phải Bùi Trung Hiếu luôn. Một phát thắng luôn lập tức. Nhẹ 7 triệu rưỡi, 15 triệu. Căng gì 2 năm 7 năm. Cứ thế mà làm cho em thôi. Ở trên không gian mạng nó không như ngày xưa, cả nhà yêu ạ. Ngày xưa nó khác, bây giờ nó khác, bây giờ người ta làm căng lắm. Bây giờ người ta làm căng lắm, bướng thế nào được. Vậy cô Phương Hằng chửi thầy Minh Tuệ thì ra sao? Thì cái đấy thì thầy với lại gia đình nhà thầy thì phải tự vệ, phải có cách chứ. Cái đấy thì mình phải dạy đi vén váy. Phương Ninh hiểu chưa? Đúng không? Mình sao phải dạy đi vén váy. Mà ý anh đang nói là nói mặt bằng chung, tức là tất cả các anh và các chị, những ai đang xem đường live này mà chưa có kinh nghiệm, tức là chưa có kinh nghiệm, mình đang chia sẻ cho mọi người, hiểu chưa? Đấy, không mà mọi người không biết làm gì, đúng không? Người mách thì là viết đơn ra phường, ra xã, ra quận, không giải quyết được gì đâu nhá. Không giải quyết được gì cả. Sở Thông tin và Truyền thông là cao nhất nhá, là cao nhất, rồi vào đấy
Đấy, xong bắt đầu Sở Thông tin và Truyền thông là người ta liên kết với bên 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 an ninh mạng. Một phát là hỏng luôn lập tức. Tức là em đang chia sẻ những cái rất tốt nhá. Cái tích cực là cái tốt. Đây nó là một cái phòng thân cho tất cả các anh và các chị ở trên cộng đồng mạng. Những ai mà bị người ta lấy ảnh của chồng, của vợ, của bố mẹ, của con mà đưa lên trang cá nhân ấy, đăng mạ xúc phạm, hạ danh dự, đấy cả nhà cứ làm thế cho em. Đúng không? Cứ làm như vậy cho em. Những ai mà chưa biết đấy em bày cho cách. Không có phải là đi đâu cả. Tiền mất tật mang tốn kém nữa. Không phải nghe ai mách bảo, nghe em luôn nên em bảo cách mà làm. Đấy. Vào trong bên chỗ văn phòng luật sư. Bảo người ta lập cho một cái vi bằng, thảo cho một tờ đơn, mất có 4 triệu thôi. Nhưng mà khi mình nộp cái này lên Sở Thông tin là không có mất nghìn nào nhé. 1.000 không mất luôn. Khi mình nộp lên ấy, thì bên Sở Thông tin người ta viết cho mình cái một cái giấy tiếp nhận. Hôm nay là vào mấy giờ, ngày bao nhiêu, tháng mấy, năm bao nhiêu. Tôi đã tiếp nhận một cái vi bằng của người tên là gì, ở đâu, số điện thoại như nào. Người ta tiếp nhận nhé. Phải có một cái tờ giấy tiếp nhận nữa. Cái nhà cứ làm như thế cho em đi. Đây này, em về cách cho. Cái gì phải hỏi ai? Hỏi luôn em đây này. Em thừa kinh nghiệm. Nếu nói trên cộng đồng mạng em thừa kinh nghiệm luôn. Nhưng em biết thì em chia sẻ. Em chia sẻ cho những ai chưa biết. Đúng không? Người biết rồi thì em không nói. Người ta biết rồi thì mình nói làm gì? Những ai chưa biết. Đúng không? Chứ không để người ta cứ mang con mình lên trên trang để người ta xúc phạm không được. Hoặc là bây giờ các chị, đúng không? Bị một kẻ nào đấy mang hình ảnh của chồng các chị lên trên trang mạng bêu dếu, các chị cứ làm cho em như thế. Hoặc là các anh ở trên này. Đấy, những ai mà lấy ảnh của vợ các anh hoặc con ấy, người ta đưa lên trên trang mạng, người ta bêu diếu, người ta xúc phạm, các anh cứ làm như thế cho em đi. Thật mà em nói thật luôn. Em chia sẻ những cái rất tốt nhá cho mọi người. Những ai người ta chưa biết, người ta thấy em nói như thế này là chỉ có chuẩn. Không sai, không lệch một từ nào luôn. Đi đúng cửa luôn. Thế còn cái trường hợp như là của em 6 TV vừa xong đấy. Thì mình thấy em ấy lên một cái video này. Em ấy nói như vậy thì tự nhiên mình cảm thấy rất là đáng thương và đáng trách. Bởi vì mình cũng có biết em đấy là ai đâu. Không biết. Hoàn toàn không quen biết dưới mọi hình thức. Đấy. Nhưng mà khi thấy em ấy lên một cái video, em ấy tha thiết. Đấy là xin chị Hằng tha cho em đấy. Đấy. Em ấy rút kinh nghiệm và em ấy gỡ bỏ hết những cái hình ảnh của chị Hằng rồi. Thì ý của mình đang nói là mình mong sao chị Nguyễn Phương Hằng đấy, tha cho người ta. Đấy, ý của mình là như thế. Chứ không phải là mình đổ thêm dầu. Mình đổ thêm dầu, tức là mình phải bảo chị Hằng là cho nó đi tù đi. Đúng không? Thì mình mới gọi là đổ thêm dầu vào lửa. Thế nhưng mà mình có quen biết gì thằng Hoàng Sáu này đâu, đúng không? Mà nó là người xúc phạm, chửi bới chị Hằng để nó câu view, câu like, đúng không? Thì ý của mình đang nói là bây giờ mình đang giúp cái thằng Hoàng Sáu mà, đúng không? Đấy, thôi tha cho nó, cả nhà yêu ạ. Người ta đã xin lỗi rồi, người ta đã biết quay đầu là bờ rồi, đúng không? Mình con người, nói gì thì nói, phải gọi là một, còn lại một chút tình người, cả nhà yêu rồi chứ. Đấy. Cho người ta đi tù thì mình có được đồng nào đâu, cho người ta đi tù thì mình có béo được thêm cân thịt nào đâu, đúng không cả nhà? Những cái trường hợp bất khả kháng, tức là phải là những cái trường hợp bất khả kháng. Đấy, nó thách đố các kiểu, đúng không? Tức là nó dùng từ thách đố thì mình mới chấp. Chứ người ta đã xin lỗi rồi thì thôi tha cho người ta. Cái ý của mình đang là như thế. Bạn nào hiểu thì sẽ hiểu được cái câu của mình nói nhá. Thế còn chị Hằng cái gì làm đúng mình ủng hộ, còn cái gì không đúng mình không có ủng hộ. Nguyên tắc của mình nó là như vậy nhá. Cái gì đúng là mình ủng hộ, cái gì không đúng đặc biệt không bao giờ mình ủng hộ. Không phải là mình cũng ủng hộ bất chấp đâu. Không có cái chuyện đấy đâu. Em cảm ơn cả nhà nha. Em chúc tất cả các anh, các chị, các bạn có một cái giấc ngủ thật là ngon để đảm bảo sức khỏe. Sang canh rồi nhá. Đấy, thì luôn luôn công việc thuận lợi và làm ăn luôn luôn gặp những cái điều may mắn nhất nhá. Những ai chưa kết bạn, chưa theo dõi em Bùi Trung Hiếu thì cả nhà kết bạn theo dõi em Bùi Trung Hiếu nhá. Lúc nào em sẽ chia sẻ về chuyện tâm linh. Riêng em mà chia sẻ về chuyện tâm linh nhá, nó phải đạt tới 80%. 80% là nó như thế là đạt tiêu chuẩn rồi, đúng không cả nhà? Chẳng qua là em không, tức là mình không muốn chia sẻ thôi. Mình không muốn chia sẻ thôi. Chứ còn những ai mà đã từng bị, tức là những ai mà đã từng bị cơ đầy, đã từng bị vong theo, vong nhập, những ai đã từng ngủ giấc mơ và được cảm nhận, thấy có những người âm theo các thứ, em nên em chia sẻ cho những ai mà đã từng bị như thế, ngồi nói chuyện với Bùi Trung Hiếu như đúng một tần số luôn. Chuẩn một tần số luôn. Riêng em phải chia sẻ về chuyện tâm linh thì nó là đẳng cấp luôn. Tâm linh là có thật nha, em chỉ nói một câu như thế thôi. Tâm linh là có thật 100% luôn, chứ không nói là 99% nhé, mà là 100% tâm linh là có thật. Nếu mà ai mà thích chia sẻ, thích nói chuyện về tâm linh nhé, riêng nói chuyện với Bùi Trung Hiếu thì chỉ có nét thôi,
80% là như thế là quá đạt tiêu chuẩn rồi. Em là người rất hiểu về tâm linh. Cho nên là có bao giờ em dám xúc phạm đến những người thầy, mà những người thầy mà chân chính, hoặc những người thầy mà thầy thật đấy. Thầy giả thì nói để làm gì, đúng không? Thầy giả thì mình còn nói chuyện để làm gì. Những người thầy thật, nói thật cả nhà, có cho em tiền em chả dám xúc phạm. Không dám xúc phạm. Không bao giờ luôn. Em có nhiều cái rất là hay, nhưng mà chẳng qua là chia sẻ, mình nói chuyện đấy là phải có người cùng tần số. Nói chuyện nó mới vào gan, nó mới khoái, nó mới ra được việc nhá. Chứ mình nói chuyện tâm linh mà có những người ta không biết, người ta không hiểu ấy, là người ta bảo mình hâm hâm điên điên, nói chuyện điên thuyên, vớ vẩn. Mình là người bình thường mà, chứ mình có phải là hâm, phải điên gì đâu. Nhưng mà để muốn biết sâu, hiểu về chuyện tâm linh nhá, là mình biết đấy, mình hiểu đấy, rất hiểu. Mình rất thích nói chuyện với những người thầy. Những người thầy tức là những người ta đã từng bị cơ đầy nhá. Tức là những người thầy mà đã từng bị cơ đầy thật đấy, thật sự đấy. Mình rất thích nói chuyện. Bởi vì những người thầy nói ra cái gì là mình cảm nhận được. Và mình biết hết tất cả đấy. Hoặc là những ai mà đã từng bị vong ấy. Cả nhà hiểu cái từ vong chưa? Vong là có thật nhá. Bị vong theo, vong theo, vong ốp, các kiểu đấy. Nói chuyện với mình cực hợp luôn. Tức là nó phải cùng một cái tần số. Chứ còn những cái người mà không bị cơ đầy, tức là những cái người không bị cơ đầy, hoặc là những người không bị vong theo, vong ốp, thì người ta không có biết gì. Người ta được cảm nhận cái đấy đâu. Người ta chưa trải qua và chưa được cảm nhận cái đấy. Người ta chỉ biết nghe thôi. Nghe và nghe. Và thậm chí là người ta chả nghe. Đấy. Nhưng mà những ai mà đã từng bị vong theo, vong ốp, những ai từng bị cơ đầy rồi ấy, đấy, tức là mình nói chuyện nó cùng một cái tần sóng, cùng một tần số. Hay lắm. Hay, hay lắm. Thế cho nên là vì sao em nói là tâm linh là có thật nhá. Chứ còn những ai mà bảo câu tâm linh là không có thật là không đúng nhá. 100% luôn, chứ đừng không nói là 99%, mà 100% luôn đấy. Em chào cả nhà nhá. Em chào chị Nguyễn Thị Mai. Em cảm ơn cả nhà. Thôi em bye bye cả nhà nhá. Để hôm nào có một cái live stream, có một cái live stream. Những ai mà thích nghe chuyện tâm linh, giỏi về tâm linh, từng bị cơ đầy, hoặc từng bị vong theo, vong ốp, vong nhập, các kiểu, nói chuyện với Bùi Trung Hiếu nhé. Bùi Trung Hiếu rất thích, phải nói là rất thích, bởi vì mình là người rất am hiểu cái đấy nhá. Ok, bye bye cả nhà nhé.